Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm thì mẫu mã bao bì đóng vai trò rất quan trọng trong thành công của doanh nghiệp. Không những ở thị trường thế giới, người tiêu dùng trong nước cũng ngày càng quan tâm đến bao bì, nhất là xu hướng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Người tiêu dùng ngày càng ý thức hơn về tác động của nhựa đối với môi trường và sức khỏe. Theo khảo sát của các chuyên gia, hiện nay tính bền vững của bao bì ngày càng được người tiêu dùng quan tâm hơn. Cụ thể, có 57,4% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho bao bì thân thiện với môi trường nếu giá cả không quá chênh lệch so với sản phẩm thông thường. 41,1% người tiêu dùng luôn ưu tiên lựa chọn dù giá cao hơn. Điều này tạo cơ hội cho các sản phẩm thay thế nhựa phát triển. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp bao bì đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về cả chất và lượng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng bao bì đã và đang nhanh chóng nắm bắt xu hướng mới và điều chỉnh chiến lược phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thời gian qua, đã có nhiều doanh nghiệp bao bì chủ động trong việc sử dụng bao bì tái chế. Theo giới chuyên gia, các doanh nghiệp bao bì có thể cải thiện tính bền vững về môi trường của mình bằng cách tăng cường sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo, giảm thiểu dòng chất thải, giảm phát thải khí nhà kính và tạo ra các sản phẩm có thể tái sử dụng hoặc tái chế. Việt Nam có nguồn nguyên liệu tự nhiên dồi dào, cùng với đó, Việt Nam đã và đang xây dựng khung chính sách, định hướng phát triển quốc gia bền vững và được hiện thực hóa một cách rõ rệt.